ba nhá. Long mạnh gì hả? Bốc nhà trước. Tính thôi rồi, tới cầu hai luôn. Hello, chào Trần Phong, chào Gà Tiên Sinh. Hơi hơi ở cho em. What? What the fuck? Vãi lòng. Đang nhìn mấy mày anh quay lại mất chết luôn Hải Bông. Phong Quý ơi. Anh đang nhìn mấy mày. Phong Quý và Huy nữa bên kia nữa. Lũ đàn né né đi. Con tiên quý nè. Cảm ơn chuyện gì nha. Mong nè. Cái này là cuộc chiến của hai thằng Sida. Hai ông Sida hết rồi. Bột thích nhấp lắm. Thích nhấp không? Em cũng tiên quý ấy nè. Ê bảo súng của ông Bột có cái gì nó cứ đung đưa ở thân súng nhìn kinh nhở. Cái gì? Giỏi. Ừ. Wow. Cái gì? Có ai đá nhìn eo da gà nổi luôn ý, khiếp. Đúng chưa? Eo đừng có. Hello, đây là chó của mình nè. Hôm nay có một người tên Quý à? Quý này, Quý Bột Quý AK đây. Quý Bột đây. Đây, Hà AK đây, đi. Hà bảo cái Quý AK đi nào. Thôi, Phong không cam mít đâu, Bột cam mít đi. Em cũng tên Quý này chị, sao mà mẹ em. Là gì hả? Kệ em chứ. Tao với mày dàn nè. Cho lên cao cái đi. Cho chị AK này chị. Ai lên cao đây, chuẩn bị nè. Đâu? Bỏ bám nó sẽ đánh chín màu, 2, 3. Đẹp thế, đù. Ui, con mê hết ra. Ui, mai phục rồi. Ôi vậy đấy. Ba lần ép ba. Cái nó vẫn trong khoảng 3 quả mù ấy. Cái đẹp. Này thì quý cao mít rồi là gì gì không cao mít. Ba viên. Đậu phộng mình bắt một ba viên chứ. Chị đi em xin xem được anh chị AK. Thôi đây rồi đi nào. Nè, mai phục với. Kiu. Trời má, thua. B đông này, B đông, B móc thì là mình rồi. B móc là mình nhá, ba nhá. Long mạnh gì hả, hạt quên. Đẹp đi trẻ. Bóng nhà. Giết mấy bóng nhà trước. Ui tính ơi rồi, tới cầu 2 luôn. Câu. Câu. Hello anh em. Câu còn anh ơi. Quá là mạnh gì. Hello chào Trần Phong, chào Gà Tiên Sinh. Hơi ở cho em, hơi ở cho em. Vãi lòng. Em. Đang nhìn mấy mày anh quay lại mất chết luôn Hải Bông. Phong Quý ơi. Anh đang nhìn mấy mày. Phong Quý và Huy nữa bên kia nữa. Lũ đàn né né đi. Em có tiền Quý nè. Khó nè. Cuộc chiến Huy Cao A và một Long B. Cảm ơn chuyện gì nha. Mong nè. Cái này là cuộc chiến của hai thằng Sida. Hai ông Sida hết rồi. Bột thích nhấp lắm. Thích nhấp không? Em cũng tiền Quý ấy nè. Ê bảo súng của ông Bột có cái gì nó cứ đung đưa ở thân súng nhìn kinh nhở. Cái gì? Giỏi. Ừ. Cái gì? Có ai đá nhìn eo da gà nổi luôn ý, khiếp. Đúng chưa? Eo đừng có chơi mấy cái súng đấy kinh lắm. Phong rùa quá. Chào Văn Duy nha, chào Văn Duy nha. Hello mấy anh em nha, chào Bùi Sĩ Vũ nha, chào Phương Lê nha, chào Hùng Lắc nha. Ôi trời, các mày mở miệng. Ép. Miệng quá, chào gió nha. Cái gì cơ? Ba số một. Ôi. Xin vào làm gì? Thôi đừng có đưa, ồn nào. Thôi. Nó hai anh rồi. Nó bỏ A.
Smoke cầu á, smoke cầu á. Khói nè. Cô cầu một mình đi. Nè. Cầu một hồi xin nữa, cầu một hồi xin nữa. Trong khỏi ấy. Ôi, hồi sinh nó ba. Lũ đạn nè, né đi. Hồi sinh còn hai á, sinh còn hai. Phí gì, phí gì. Tí nữa thì giết được mạng huy sinh đỗ á. Khấu nhá. Ông gì, nó ghi là ông gì. Lô lô. Nè. Để chân tao cho mời mà nha. Cậu đạn lên. Cậu à, có, cậu à, có. Đang 88 rồi, rung mới làm gì. Đây có phải thấy đâu. Ui, kêu bé thành. Thôi, 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 K3, thôi, không chơi đâu. Ôi, chạy, 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 lượn, lượn. Sao vậy? Lượn, lượn, lượn. Hai người đấy. Em bắn chết một người rồi, chị xong bắn chết người thứ hai chứ. Khó lắm, tao mù hết cả mắt ra đây. Trong trong B, trong B, trong B, nó đi về phía B rồi. Biết trái phải đúng không, biết trái phải đúng không? Ừ. Biết trái phải đứa cỏ đúng không? Trái chết, trái chết. Cái này không móc lắm ma bay. Ở đâu, K3 đúng không, để giết luôn. Cái bọn này lũ đạn nè, quý quá kìa. Chào chàng Duy Linh nha. Ok, ba tình em nha. Cảm ơn em đã chia sẻ cho chị nha. Ờ, bắn nó mới bẹp hà mà bố. Đi ra kiếm quả mạng phát là đi. Đi rú rú ở nhà nãy rồi toàn chết thôi, không được cái mạng nào. Trời má, thua lên là xuống nhanh vãi, cơ trưởng luôn. Móc bê chị ơi, móc bê chị ơi. Chết rồi. Xong game này bắn tanh đi, không bắn snip nữa đâu. Thái ném mù gì đấy. Thấy rồi nhá. Thấy rồi nhá. Ôi móc cầu nhà mình tới nơi rồi kìa. Nhà sách ơi. Em luôn là mỗi lần tôi view đến ai là người đấy ném cho có bom, tự ném bom dưới chân cho nó cẩn thận luôn. Ê móc, móc cao ba cao mít. Chiều 40 rồi bột ơi, chiều 40 rồi. Nó nấp rồi, nấp rồi. Ừ, nó vẫn đang đứng trong cái thùng đấy. Chắc phải luôn. Ủa thời mắng tổng viên nào à? Không em, không, nãy mà mất máu à? Lai sơ. Lai sơ. Lai sơ. Lai sơ, lai sơ. Lai sơ, lai sơ. Cố tay. Gà gà, gà gà chắc ớp rồi. Lai sơ luôn em ơi. Ấy mà này, ấy mà này. Em, ấy mà. Trời trời trời. Năm con một, con một, con một, con một, con một, con một, móc hết, bột móc hết. Ui bột ăn nhiều thế. Bột làm hết, bột mít mít. Ôi xe 4 chết ở nhà rồi. Giờ mít ăn bột ơi, giờ mít. Chạy coi, chạy coi, chạy coi. Còn một ông Mimi nữa thôi. Ông này móc nhà mình rồi. Mít kệ nhà đâu. Rồi, bên kia ăn thành rồi. Kêu bên kia mạnh mẽ lên. Bên chào kia giấc mơ nha. Nãy giờ chả mạnh mẽ. Bên kia không có hay tất cả rồi. À sao mày không nhảy cho tí nhỏ, cáu nhỏ. À, bắn hộp kìa. Chết mũ à? Tội nhờ. Trong cái đầu trống trơn kìa. Phải đấy. Bắn hộp chứ. Cứu em, Huy ơi. Gọi để cứu em thôi. Trôi bắn AKGB tỉnh thế. Trời. Cứu em. Ôi, móc nhà. Ai 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 cảm giác sấy tan nè. Chào Trần Văn Đức nhá. Kiểu cảm giác vừa mới xong không thể đi ra được nhá. Mắt ngu gì con.
4 còn đi đại Ken là thủ vàng. Chơi B đúng không? B ra kìa. B B B B. B B đi đi đi. Né đi. Rồi, hầm B, hầm B, hầm B ép kìa. Đi kẹp. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vào. Bị kẹt chứ ông nào cứ đứng là không đi ra được. Trời đất, mình bắn ông kia 73cc cái nó dắt đấm vô phát rồi. Ngậm luôn. Bắn toàn trượt, chả trượt đâu. Tự nhiên bị kẹt chứ. Chị tiếp bắn AK không vậy? Chị bắn AK nào mình cho mà. Nhưng mà súng xấu quá. Về móc kìa, móc. Trời ơi, là Vũ nha. Trời. Đến chơi B đã. Rồi. Đâu? Từ 9-1 bây giờ thành 10-4 rồi. À 8-1 chứ. À đi xịt xăm ở dưới đất rồi. Lũ đạn nè, nói đi. Có thằng F2 nha, có thằng F2 nha. Chào anh, chào anh. Trời ơi. Ê, một ghế. Ôi đệt. Thì mẹ vào tú bên trong vẫn. Ở đâu vậy, ở đâu vậy, ở đâu vậy? Nè, nè. Ở đâu ai? Ở dưới cái chân cầu á. Ui. Bắn cái gì đấy? Chưa 28 rồi. Chỉ có thể là hàng. Trời ơi, mất 3 bơ rồi. Ôi trời ơi, này thì mạnh mẽ lên này. Ôi, nó mạnh lắm. Đấy, nó dạy lên, anh chơi trước đã. Anh chơi thằng phải cho. Lên. Đấy, anh chơi phải đã. Ép quá. Nó vào đây. Lũ đạn né đi. Trời ơi. Hồi sinh. Không biết được của mình. Cao một. Cao có snip á. Cho lên cao ấy. À mí cổ ơi. Chết rồi. À mí chết. Cao A một tăng lên cao. Đây, tránh ra nào. Nào. Chết. Còn một anh ơi. Ủa sao bên đấy còn đông đấy. Cao. Yếu rồi. Cầu nó ba. Quá bình thường. Cầu về chứ cao anh đi. Thái dưới chân. Ôi trời ơi. Ủa đây. Không làm được. Trời ơi, ông Thái bắn kìa. Nó đường nguyên cái lưng kìa. Vãi đái. Chả hiểu kiểu gì. Nè, hồi nãy lao lên đóng cái đống flash rồi mẹ đéo thấy cái gì. Hầm B chết. Mẹ đi hầm B nè. Ê B. Một chết này. Hầm B có này. Hai đi. Con nào sát phải. -65. 1-65 rồi. Trong B2. Rồi con nó đây. Hầm B luôn. A lê. Ôi đẹp. Lối yếu rồi. Ôi, nó yếu quá rồi đó anh Phong ơi. Bắn hụt hết luôn kìa. Lỗi rồi. Nó mồm đấy. Hay quá. Chơi. Mù mắt rồi. Mù mắt. Cuối à bạn ơi. Nó bay qua bắn hụt luôn kìa. Hôm nay tầm 14 rồi.
Quý ai nha, chơi chắc đi. Lỗi mình quá, thu pha này là lỗi mình ơi. Đậu Phong, Phong cọp mù mắt rồi. Phong không phải cọp rồi. Phong cạt luôn. Ồ, thằng Phi thoát không? Có. Bảo nha. Ok. Bảo đúng không? Cái cọp mà phan cho lành không ơi, đúng rồi. Cần gì ngắm nữa. Cái thằng nối nó lên á. 100 máu mà. Hồi chết. Trời, một máu như tên bảo kìa. Thôi. Thôi đây, thôi đây. Bảo giữa bảo thằng ấy mà, bảo Y2 mà. Em bảo thằng Y2 nó một máu mà. Trông làm đúng rồi. Cái cọp bị hư, cái cọp bị hư. Cọp có mạnh một cái tự tin. Dục ơi. Hiện kìm lại thắc mắc ông bột đi theo mình ở trong em mà 90, biết ông 90, bảo 90. Một máu. Dục nhắc lại đi. Á, mình đang bị lỗi rồi. Đó luôn, ra bắn kia, ra bắn kia. Cô mời đồng đội. Uầy, trời trời. Chả hiểu sao ông Dương cứ trốn trong mép làm cái gì. Không hiểu luôn. Lên. Trời ơi, top hat, top hat, top hat. Cú bê hết ba. Top nó. Tin này chúng ta. Quá bình thường. Top cái gì, KBA ấy hả? Ờ. Hack gì đó nó luôn. Nàng. Hack gì cơ? Thôi đủ. Đậu phòng mấy này không ăn đâu, bắt chúng nó kìa. Ừ, hack gì đó. Cãi tôi không? Tôi nấp sau từ mạng bắn chúng mà. Không sao, sao đi làm thế luôn. Có chứ, Hà con đây bình thường, chào Hải Đăng nhá, chào Hiếu Nguyễn nha, hai anh em nhá. Đó, ở bên hộp mít quà đây. Trời ơi, sao mà rào cú lên hết sniff thế. Chơi A đi, chơi A đi, chơi A đi. Đã rõ. Cho lên cao, lẹt trôi ơi. Bạn đâu đây, 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 đây. Mày mù dắt lối. Quay, quay, quay. Lẹt xuống khóc một phát đứa. Đây, 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 để chắc vị trí á, để chắc vị trí á. Thôi em, thôi em một ép. Ra, 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 ra. Ông là chết chắc rồi. Câu 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 câu. Chết cầu, chết cầu, chết cầu. Câu 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 con, câu con snap á. Lên 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 lên. Đi lại que đi, xin đi. Chưa thấy tôi, chưa thấy tôi trên cao ấy. Nó này, nó này ra này, đấy. Ok. Câu 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 một câu một câu câu một. Tôi sao? Snip. Thì cứ nó một người hết hồn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Nice, nice. Vỗ tay. Chào Phong Duyên nha. Anh Phong chạy nhanh đấy. Hay da, mấy con đỉ. Cuối clip rồi đó nha. Nhớ. Nhớ like và share nha.